Người cung đoài mệnh kim xây nhà năm 2021 hướng đông tứ mệnh hay tây tứ mệnh, được lộc trời cho giàu sang vô đối. Cách hóa giải nhà không hợp hướng và kích hoạt tài lộc cho người mệnh khảm thủy năm 2021. Xin kính chào quý vị khán giả của chương trình Phong thủy may mắn. Lời đầu tiên cho chúng tôi xin được gửi lời tri ân tới toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Phong thủy nhà ở của chúng tôi. Các bạn thân mến, trong suốt thời gian qua thì Phong thủy may mắn đã nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị khán giả hỏi về phong thủy nhà ở, đặc biệt là vấn đề xây nhà năm 2020, 2021, 2022 và phương pháp hóa giải nhà không hợp hướng như là bị phạm vào tuyệt mệnh, ngũ quỷ, lục sát, họa hại và những câu hỏi về kết quả tài lộc cho những người ở nhà hợp hướng, phục vị, thiên y, diên niên, sinh khí. Phạm vào hướng xấu thì có nên kết quả tài lộc hay không? Ở hướng tốt thì cần hóa giải điều gì? Được sự tư vấn tận tình của thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt về vấn đề này. Hôm nay, Phong thủy may mắn sẽ chia sẻ cho các bạn về kiến thức chọn hướng nhà tốt để xây dựng năm 2021 cũng như là cách hóa giải hướng nhà xấu. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Người thuộc cung đoài bao gồm những người có năm sinh sau đây: Nam Mạng sinh năm 1921, Tân Dậu 1930, Canh Ngọ 1939, Kỷ Mão 1948, Mậu Tý 1957, Đinh Dậu 1948, Mậu Tý 1957, Đinh Dậu 1966, Bính Ngọ 1975, Ất Mão 1984, Giáp Tý 1993, Quý Dậu 2002, Nhâm Ngọ 2011, Tân Mão và 2020, Canh Tý. Về nữ mạng sinh năm 1929 Kỷ Tỵ, 1938 Mậu Dần, 1947 Đinh Hợi, 1956 Bính Thân, 1965 Ất Tỵ, 1974 Giáp Dần, 1983 Quý Hợi, 1982 Nhâm Thân, 2001 Tân Tỵ, 2010 Canh Dần, 2019 Kỷ Hợi. Những người thuộc cung đoài mệnh kim có bốn hướng tốt, đó là tây phục vị, tây nam thiên y, đông bắc diên niên, tây bắc sinh khí. Còn bốn hướng xấu là bắc họa hại, đông tuyệt mệnh, đông nam lục sát, nam là ngũ quỷ. Đầu tiên thì chúng ta cùng xét đến hướng tây, gồm có ba sơn Canh, Dậu, Tân, 247,5 đến 292,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, những nhà tọa giáp hướng Canh bị phạm mộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới hay sửa chữa. Người thuộc cung đoài xây nhà và hướng tây thuộc tây tứ mệnh hợp hướng được phục vị là sao Tả Bồ thuộc mộc, hướng đông nam tự quái là tốn, chủ về quan dung, nam giới coi trọng gia đình, trị gia trước rồi mới bình thiên hạ, gặp nhiều sự không thành, hao tổn tài lộc, đặt cửa giường tại phục vị để hóa giải theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy. Do hướng này hợp với trạch chủ nên tốt thì hợp tốt, xấu thì hợp xấu, nếu tốt thì gia chủ phát rất nhanh, còn xấu thì hung họa khôn lường. Vì vậy với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Hướng tiếp theo đó là hướng tây nam thì gồm có ba sơn Mùi, Khôn, Thân, từ 202,5 đến 247,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu, Thái Tuế, Tài Sửu, những nhà tọa Sửu hướng Mùi thì không nên xây mới hay sửa chữa. Hơn nữa, những nhà tọa Dần hướng Thân, tọa Sửu hướng Mùi phạm mộ long biến vận sát nên việc xây mới sẽ không được các lành gì. Còn những nhà tọa Cấn hướng Khôn xây mới được trong năm 2021. Để việc sửa chữa và xây dựng được cát lành, quý vị hãy tham khảo ý kiến từ chuyên gia phong thủy. Người cung đoài xây nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh hợp hướng được thiên y, thuộc sao Cự Môn Thổ hướng đông bắc tự quái là Cấn, chủ về sức khỏe, vượng tài phát lộc, lợi cho phụ nữ, tính cách khoan dung nhường nhịn, dễ được quý nhân giúp đỡ. Nếu bệnh lâu ngày vô sinh, sinh con khó nuôi, tài vận trục trặc nên mở cửa đặt giường tại thiên y theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để có thể hóa giải. Ngoài ra cần sử dụng pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu treo trước cửa nhà để trấn những sát khí xấu do ngoại cảnh mang lại, giúp gia chủ có được cuộc sống thịnh vượng hơn. Còn về hướng đông bắc thì gồm có ba sơn Sửu, Cấn, Dần, 22,5 đến 67,5 độ. Năm Tân Sửu 2021 bị phạm Thái Tuế và sao Lực Sĩ, hơn nữa bị phạm vào bộ long biến vận sát, vì vậy không nên xây mới bất kể bạn tuổi gì. Người cung đoài xây nhà hướng này thuộc tây tứ mệnh nên hợp hướng được diên niên là sao Vũ Khúc thuộc kim, hướng tây bắc tự quái là Càn, chủ về hòa thuận, lợi về quan hệ xã giao, vợ chồng hòa thuận, hôn nhân dễ thành, nhiều phúc lộc.
Nếu thấy khó kết hôn, khó khăn vất vả, nên đặt cửa giường về phía diên niên theo tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn để được hóa giải, hoặc sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi làm nhà để được may mắn và cát lành hơn. Còn trong trường hợp ngoài cảnh phía trước nhà không tốt, ta cần phải có pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu để hóa giải ngay lập tức, giúp gia chủ có được may mắn và tài lộc. Còn về hướng Tây Bắc thì gồm có ba sơn Tuất, Càn, Hợi, 292,5 đến 337,5 độ. Năm 2021 Tân Sửu phạm Mậu Kỷ Đô Thiên Sát. Ngoài ra những nhà tọa Thìn hướng Tuất, tọa Tốn hướng Càn phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát, nên những nhà hướng Tây Bắc vào năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Nếu thực sự cần thiết phải làm, hãy liên hệ trực tiếp với chuyên gia phong thủy để được tư vấn. Người cung đoài ở hướng này thuộc Tây tứ mệnh hợp hướng, được sinh khí nên rất cát lành, được xếp vào hàng đại cát đại lợi. Vì sinh khí tượng là sao tham lang thuộc mộc, hướng đông tự quái là chấn, chủ về nhân ái, tài lộc, thăng quan, lợi cho đàn ông, giúp người ta có sinh khí tích cực hướng lên, tượng trưng cho các tường và thuận lợi. Nếu học không vào, khó thành tài, gia cảnh sa sút, đặt cửa, bàn học, giường ngủ tại sinh khí sẽ có thể hóa giải. Việc sắp xếp lại bố cục phong thủy cần phải có sự tư vấn của chuyên gia phong thủy nổi tiếng và uy tín làm sẽ được cát lành hơn. Ngoài ra với hướng này cần treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu để hóa giải những sát khí và hình thế loan đầu do ngoại cảnh mang lại, giúp người trong nhà có cuộc sống thuận hòa và tài lộc hơn. Còn về hướng Bắc thì gồm ba sơn Nhâm, Tý, Quý, 337,5 đến 22,5 độ. Năm 2021 sao nhị hắc bệnh phù đáo đến, vì vậy việc xây mới hay sửa chữa cần hết sức lưu ý. Người cung đoài mà ở hướng này thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào hoa hạn là sao Lập Tồn thuộc thổ, hướng Tây Nam tự quái là Khôn, chủ bị tổn thương cơ thể suy yếu, dễ nản chí, cô độc nghèo khổ nên xấu vô cùng, cần phải có những phương pháp hóa giải như sau. Nhờ thầy phong thủy giỏi sắp xếp lại bố cục phong thủy nhà ở, đặt vị trí phòng ban hợp lý, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải trước khi xây nhà. Còn trong trường hợp mà đang ở nhà hướng này rồi thì phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Hướng tiếp theo đó là hướng Đông, gồm có ba sơn Giáp, Mão, Ất, 67,5 đến 112,5 độ. Năm 2021 bị phạm tam sát. Tam sát là một trong những sát tinh lớn của năm nên việc xây mới cần hết sức lưu ý. Bên cạnh đó thì những nhà hướng Đông bao gồm tọa Tân hướng Ất, tọa Canh hướng Giáp bị phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát. Để hóa giải những sát tinh này cần liên hệ ngay với thầy phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để lựa chọn thời điểm và bố trí phong thủy phù hợp cho nhà hướng Đông. Người cung đoài xây nhà hướng Đông thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, bị phạm vào tuyệt mệnh, mà tuyệt mệnh là sao Phá Quân thuộc Kim, tượng quái là Đoài, chủ về xung đột nhiều khó khăn, dễ tai nạn, lắm bệnh thật, con cái thì kém cỏi, đặt cửa giường ở đây sẽ có chuyện thị phi, mắc bệnh khó chữa. Vì vậy người cung đoài khi mà xây nhà hướng này cần hết sức lưu ý đề phòng, cần phải có phương pháp hóa giải tối ưu cho ngày tuổi này, như nhờ thầy phong thủy giỏi về khảo sát và lập hồ sơ thiết kế phong thủy, thiết kế bố trí lại các vị trí phòng ban hợp lý cho 5 tháng ngày giờ đẹp để làm. Ngoài ra, sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ để hóa giải. Còn trong trường hợp mà gia chủ đang ở nhà hướng Đông rồi thì cũng cần phải có phương pháp trấn hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy, đó là gương bắt quái tinh cầu, và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Hướng tiếp theo chúng ta cần phải xét đến đó là hướng Đông Nam, gồm có ba sơn Thìn, Tốn, Tỵ từ 112,5 đến 157,5 độ. Năm Tân Sửu phạm vào Ngũ Hoàng Đại Sát là sát khí lớn nhất của năm, vì vậy không nên động thổ xây mới. Hơn nữa nhà tọa Tuất hướng Thìn bị phạm vào Mộ Long Biến Vận Sát nên càng hung họa. Vậy nên những nhà hướng Đông Nam năm 2021 không nên xây mới hay sửa chữa. Người cung đoài xây nhà hướng này phạm vào lục sát thuộc đông tứ mệnh không hợp hướng, mà lục sát là sao Văn Khúc thuộc thủy, tượng quái là Khảm, chủ bị thị phi, tâm lý rối loạn, luôn thấy bất an, không tập trung vào công việc, tài vận thì đi xuống. Vì vậy, nếu gia chủ vẫn quyết định xây và ở trong nhà này thì phải chọn cách hóa giải như sau: sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ trước khi xây nhà, thiết kế lại phong thủy nhà theo đúng cách của phong thủy, hoặc tìm đến những chuyên gia phong thủy nổi tiếng của phong thủy may mắn để được tư vấn trực tiếp. Trong trường hợp mà gia chủ cung đoài đang ở nhà hướng Đông Nam rồi thì cũng cần phải có cách hóa giải hợp lý bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy trấn trạch gương bắt quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng.
Tiếp theo đó là hướng Nam gồm Ba Sơn, Bính, Ngọ, Đinh, 157,5 đến 202,5 độ. Năm 2021 sao Nhất Bạch đáo đến, Nhất Bạch tài tinh là sao tốt, việc xây mới rất tốt, nhưng cũng cần phải xét đến các yếu tố khác, đó là những nhà hướng Nam tọa Tý hướng Ngọ và tọa Quý hướng Đinh bị vào Mộ Long biến vận sát. Mộ Long theo Hồng Phạm ngũ hành là sát tinh lớn của năm. Những nhà Phạm Mộ Long biến vận khi muốn xây mới vào năm 2021 Tân Sửu cần phải lựa chọn đúng thời điểm và phải được thiết kế đúng kiến trúc phong thủy để có thể hóa giải. Còn nhà tọa Nhâm hướng Bính xây mới vào năm 2021 già rất tốt. Người cung Đoài xây nhà hướng này thuộc đông tướng mệnh không hợp hướng, bị phạm vào ngũ quỷ, mà ngũ quỷ là sao Liêm Trinh thuộc hỏa, tự quái là Ly, chủ về nóng nảy, nhiều tai họa bất ngờ, tranh chấp kiện tụng, con cái khó dậy. Hơn nữa vào năm 2021 nếu xây bất chấp sẽ cực kỳ nguy hại cho bản thân. Theo phong thủy chính tông môn phái thì khuyên bạn không nên ở hướng này. Nếu có điều kiện thì nên bán đi, mua ở nơi khác cắt ngành và hợp hướng với mình hơn. Còn về hóa giải hướng nhà xấu, nếu làm được từ đầu như sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù chủ hoặc thiết kế lại bố cục phong thủy, theo sự tư vấn của chuyên gia phong thủy may mắn cũng sẽ hóa giải được phần nào những hung họa do sai hướng nhà. Trong trường hợp người cung Đoài đang ở nhà hướng Nam thì cũng cần phải hóa giải ngay lập tức bằng cách treo trước cửa nhà pháp khí phong thủy gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch theo hướng dẫn để có thể hóa giải cách cục nhà không hợp hướng. Trên đây, phong thủy may mắn đã phân tích chi tiết về từng hướng nhà cho người cung Càn khi xây mới vào năm 2021 cát hung như thế nào. Việc xét lưu niên cát hung để xây dựng là việc hết sức quan trọng, nó ảnh hưởng trực tiếp đến vận số của ngôi nhà mình đang ở sau này. Ngoài những yếu tố ảnh hưởng đến từng hướng nhà, chúng ta cần phải xét về bố trí mặt bằng công năng cũng như bố trí nội thất, chọn hướng giường, hướng bếp, hướng bàn thờ thế nào cho hợp với phong thủy, giúp cải thiện ngôi nhà và con người ở trong đó. Quý anh chị nên mời trực tiếp thầy phong thủy về khảo sát và lên mặt bằng bố trí công năng, sắp xếp phòng ban một cách hợp lý như sau. Đó là chọn hướng cửa nhà cho người mệnh Đoài hướng về phương vị tốt. Người có mệnh Đoài khi mà chọn hướng cửa để làm nhà nên lấy tọa Tây Nam hướng Đông Bắc trường tồn bền vững, tọa Đông hướng Tây bình ổn, tọa Đông Bắc hướng Tây Nam sức khỏe, mau lành bệnh, hoặc tọa Đông Nam hướng Tây Bắc phát triển. Màu cửa hợp với người mạng kim đó là trắng, vàng, bạc, xanh da trời, xanh lục và nâu. Chọn hướng tốt cho phòng ngủ nên chọn phòng ngủ ở các hướng Tây Nam, Tây, Tây Bắc, Đông Bắc. Hướng đầu khi nằm ngủ nên chọn phòng ngủ như là hướng phòng để đi vào giấc ngủ sâu và thoải mái. Ngược lại, đặt đầu ở vị trí các hướng Bắc, Đông, Đông Nam thì rất dễ mất ngủ. Đặt đầu hướng Nam sẽ gây ngủ mê. Về hướng đặt bếp, hướng cửa bếp cũng như là hướng cửa phải quay về hướng tốt, miệng bếp tốt nhất để hướng Tây Bắc. Làm như vậy có thể khiến tinh thần sung mãn, tăng thêm sức sống. Nếu gia chủ mà mắc bệnh lâu năm khó chữa nên chuyển hướng cửa bếp sang hướng Tây Nam, như vậy sẽ giúp cho người đó mau lành bệnh. Có một điều cần phải chú ý là chọn hướng nhà, cửa, nhà thì thường áp dụng cho đàn ông, trừ khi nhà không có đàn ông thì mới lấy tuổi của phụ nữ. Còn hướng bếp và hướng giường ngủ thì đa phần dựa vào tuổi của phụ nữ. Hướng bàn làm việc tốt cho người mệnh Đoài, hướng tốt nhất là lưng quay về hướng Đông Nam và mặt hướng về Tây Bắc. Màu sắc phù hợp đối với người mệnh Đoài: hành thổ, vàng, cà phê, hành kim, vàng đồng và trắng. Màu kỵ đối với người mệnh Đoài đó là hành hỏa, đỏ, tím, cam, hành thủy, đen, xanh lam. Màu sắc trung tính: hành mộc, xanh da trời, xanh lục. Màu khai vận đó là màu vàng, màu trắng. Ngũ hành thuộc kim thổ sinh kim là sinh khí, kim với kim là vượng khí, cho nên hai màu vàng và màu trắng là không thể thiếu đối với người mệnh Đoài. Màu suy đó là màu đỏ, hỏa khắc kim. Vì vậy, những ai muốn tránh xa vận đen thì nên hạn chế sử dụng những vật dụng liên quan tới màu đỏ, màu nóng. Con số liên quan tới người mệnh Đoài đó là số khai vận tốt nhất là 0, 5 và 4, 9. Số suy đó là số 2 và số 7. Con số và tầng nhà thích hợp đối với người mệnh Đoài: 1, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 24, 25, 26, 29, 30 và 31. Việc lựa chọn cho mình hướng nhà hợp lý là điều hết sức quan trọng.
Nó ảnh hưởng trực tiếp đến số mệnh của một đời người. Vì vậy, việc xây nhà và lựa chọn bố cục phong thủy nhà ở phải hết sức hợp lý để phù hợp với công năng sử dụng của tất cả những người trong gia đình, giúp cho gia đình bạn có được cuộc sống viên mãn hơn. Để việc xây nhà được cát lành, ta xét đến các yếu tố sau. Về ngũ hoàng đại sát. Ngũ hoàng đại sát cũng là sát khí của trung cung, là khí của Mậu Kỷ đến hướng. Đây là thiên khí sát vận đại hung, không thể xâm phạm, không khai sơn, lập hướng hay là tu tạo. Nếu phạm phải khí này, nặng thì mất người, nhẹ thì ôn tật thị phi liên miên không dứt, dẫn đến tổn tài quan vận, sự nghiệp thì trắc trở. Năm 2021 Tân Sửu, ngũ hoàng đại sát đến phương Đông Nam, tuyệt đối không xây mới hay tu tạo sửa chữa. Còn về Mậu Kỷ Đô Thiên, Mậu Kỷ Đô Thiên là sát từ trung cung, khí sát của thiên can Mậu Kỷ, thì hàng năm con năm không bay về phương Mậu Kỷ tùy mật. Mậu Đô Thiên sát nam mệnh, Kỷ Đô Thiên sát nữ mệnh, đặc biệt kiêng tháng Mậu Kỷ Đô Thiên tai họa là lớn nhất. Năm 2021 Tân Sửu, Mậu Đô Thiên tại Tuất, Kỷ Đô Thiên tại Hợi, nhà hướng Thìn Tỵ tuyệt đối không xây mới vào tháng Tuất Hợi, đó là tháng 9 và tháng 10 âm lịch. Còn về Thái Tuế sát, Thái Tuế là tối đẳng thượng thần, là thần sát thượng đẳng nhất trong năm, bất nghi xâm phạm. Đây cũng chính là vị trí của sao Mộc trong hệ thiên tinh, uy lực mãnh liệt, do đó phạm vào thì thị phi, quan tai tật ách, nặng thì ảnh hưởng đến tính mạng. Năm Tân Sửu 2021, Thái Tuế tại phương Đông Bắc chính vị trí sửu trên là bàn, nên không xây mới hay tu tạo sửa chữa những nhà hướng Đông Bắc, bất kể bạn tuổi gì. Còn về tam sát, bao gồm kiếp sát, tai sát, tuế sát, năm Tân Sửu 2021 lưu vào phương Đông Bắc, Đông, Đông Nam với ba sơn dần, mão, thìn, chủ về tai họa là sát khí của năm, cần kiêng kỵ xây nhà mới phần tọa phạm những sát này. Bởi khi phạm vào tam sát thì sẽ gây họa đến đồng thời cả ba loại sát, cùng một lúc tác hại vô cùng lớn. Vào năm 2021 Tân Sửu, những nhà có sơn dần, mão, thìn không xây mới cũng hạn chế tu tạo phương này, tránh tai họa. Còn về Mộ Long biến vận năm 2021 Tân Sửu, hầu hết các hướng đều phạm Mộ Long biến vận sát. Mộ Long biến vận sát là sát khí của Hồng phạm ngũ hành khi nạp âm của Thái Tuế, khắc nạp âm của Mộ Vận Long, tọa của nhà. Điều này qua thực nghiệm cho thấy, khi phạm phải sát này thì tai họa liên miên, đặc biệt là thị phi, ảnh hưởng rất lớn đến hòa khí gia đình, quan vận sự nghiệp bị trắc trở, ly hương. Năm 2021 Tân Sửu nạp âm Thái Tuế là thổ khắc Mộ Vận Thủy Nhâm Thìn, nạp âm thủy các sơn Giáp Dần Thìn Tốn Tuất Khảm Tân Thân Sửu Quý Khôn Canh Mùi. Vào năm 2021 không khai sơn lập hướng. Để việc xây dựng được hanh thông may mắn từ ngàn đời xưa, các cụ nhà ta ngoài sử dụng xem ngày giờ động thổ còn sử dụng phương pháp trấn trạch chi bảo. Trong phong thủy, trấn trạch chi bảo có ý nghĩa là đảm bảo cho căn nhà cơ quan được vững vàng, người sống trong nhà được bình an thịnh vượng. Việc trấn trạch còn có mục đích là giữ nhà, xua đuổi tà ma chưa phúc đến cho gia chủ, chặn những điều không tốt vào trong nhà, giúp người ở trong nhà được bình an may mắn, thâu thu tài lộc. Ngoài phương pháp trấn trạch chi bảo, thầy Gia Cát cùng các thầy trong Hiệp hội Phong thủy và Tâm linh Việt cũng tư vấn thêm cho gia chủ sử dụng phương pháp trấn trạch vượng long phù trụ để tăng các khí trong ngôi nhà. Trong trường hợp gia chủ mà đang ở nhà không hợp hướng, bị phạm vào họa hại, ngũ quỷ, lục sát, tuyệt mệnh. Ngoài sử dụng phương pháp trấn trạch trên thì gia chủ cần phải treo trước cửa nhà gương bát quái tinh cầu và dán ở phía dưới 5 đồng mai hoa trấn trạch để hóa giải. Quý vị và các bạn thân mến, trên đây Phong thủy may mắn đã hướng dẫn anh chị việc tính toán xây mới sửa chữa các hướng nhà năm 2021. Tổng hợp lại, năm 2021 có hai hướng cấm kỵ xây mới hay sửa chữa, đó là Đông Bắc, Đông Nam, hướng Bắc xây thì đại cát. Các hướng còn lại nếu chọn năm tháng ngày giờ tốt xây mới hay sửa chữa cũng rất cát lành. Việc xây nhà và lựa chọn thời điểm năm tháng ngày giờ động thổ là hết sức quan trọng. Ngoài việc xem hướng nhà có xây được hay không thì chúng ta còn phải xem tuổi nào xây thì cát nhất, tuổi nào không xây được. Để được tư vấn chi tiết cụ thể thì anh chị hãy gọi điện đến hotline của chương trình. Đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ anh chị tốt nhất về xem ngày động thổ, tư vấn về bố trí bố cục và nội thất hợp với phong thủy để có thể hóa giải những hung họa bất ngờ ập tới. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi và ủng hộ phong thủy may mắn trong suốt thời gian qua. Anh chị hãy nhấn vào nút đăng ký để có thể cập nhật những video mới nhất về phong thủy, tử vi, tứ trụ bát tự và những kiến thức tâm linh mới nhất giúp chúng ta có được cuộc sống tốt hơn. Chúc quý vị và các bạn có được nhiều may mắn, thành công trong cuộc sống. Hẹn gặp lại vào những video lần sau.